Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh nhấn mạnh: Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ xem xét quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền nhằm tiếp tục cụ thể hóa kịp thời các chủ trương, nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nghị quyết của Trung ương thành các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ trương, giải pháp, cơ chế, chính sách nhằm hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh năm 2022 và của cả giai đoạn 2021-2025. Các báo cáo tờ trình dự thảo nghị quyết của kỳ họp đã được cơ quan chuẩn bị sớm, rất công phu, khoa học. Các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh đã thẩm tra nghiêm túc, nhiều vấn đề có khảo sát khi thẩm tra. Gợi mở một số nội dung trọng tâm để các đại biểu quan tâm trong quá trình thảo luận, xem xét quyết định. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh nêu rõ: Trong 6 tháng qua, đối diện với những khó khăn thách thức rất lớn, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh luôn chủ động, linh hoạt, quyết liệt, nhất quán với những chủ trương, biện pháp đúng đắn, kịp thời, khoa học, sát thực tiễn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, phát huy sức mạnh tổng hợp, vai trò của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong triển khai nhiệm vụ. Quảng Ninh đã hoàn toàn chủ động kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, thích ứng linh hoạt, an toàn, vừa chăm lo bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa giữ vững sự ổn định kinh tế xã hội, phát triển sản xuất kinh doanh. Tăng trưởng kinh tế đạt 10,66%, cao hơn so với cùng kỳ. Đời sống của nhân dân không ngừng được cải thiện, quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn những tồn tại hạn chế cần quan tâm khắc phục. Chủ tọa kỳ họp đề nghị các đại biểu thảo luận, đánh giá sâu sắc những nỗ lực cố gắng chung của các cấp, các ngành, những việc đã làm được, kết quả đạt được, làm rõ những nguyên nhân tồn tại, hạn chế, yếu kém, nhất là trong khâu tổ chức thực hiện, phân tích dự báo những cơ hội, khó khăn, thách thức, từ đó xác định các giải pháp xác đáng để hoàn thành toàn diện mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2022 đã đề ra, nâng cao hơn nữa tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới, sáng tạo vì lợi ích chung, tự lực tự cường, vươn lên để đưa Quảng Ninh phát triển mạnh mẽ, toàn diện hơn nữa, trở thành một tỉnh tiêu biểu của cả nước về mọi mặt, như lời căn dặn và mong muốn của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Một nội dung cũng được đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị các đại biểu quan tâm trong thảo luận và quyết nghị tại kỳ họp này, đó là quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đảm bảo tính kế thừa, đổi mới, phát triển của các quy hoạch kỳ trước. Tiếp tục đổi mới tư duy kiến tạo, phát triển bền vững, tăng trưởng xanh, bao trùm, không để ai bị bỏ lại phía sau. Xác lập tầm nhìn dài hạn trong tính liên thông với các kế hoạch trung hạn, ngắn hạn để làm cơ sở thực hiện mục tiêu phát triển nhanh và bền vững và dựa trên các trụ cột kinh tế, văn hóa xã hội, môi trường và quốc phòng an ninh. Xây dựng phát triển Quảng Ninh là một tỉnh tiêu biểu của cả nước về mọi mặt, tỉnh kiểu mẫu giàu đẹp, văn minh, hiện đại, nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân, cực tăng trưởng của khu vực phía Bắc, một trong những trung tâm phát triển năng động toàn diện, trung tâm du lịch quốc tế, trung tâm kinh tế biển, cửa ngõ của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước. Đô thị phát triển bền vững theo mô hình tăng trưởng xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu và nước biển dâng, là khu vực phòng thủ tỉnh vững chắc về quốc phòng an ninh và phòng tuyến hợp tác cạnh tranh kinh tế quốc tế. Ngoài ra, tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục xem xét các tờ trình và phê duyệt chủ trương đầu tư một số công trình dự án nhằm tiếp tục cụ thể hóa khâu đột phá chiến lược trong giai đoạn 2021-2025. Quyết nghị thông qua các nghị quyết khác về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, danh mục dự án chuyển đổi mục đích sử dụng đất, thu hồi đất trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, dành thời gian thỏa đáng để đại biểu chất vấn các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh về những vấn đề nhân dân và cử tri quan tâm, nhằm nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên địa bàn và chất lượng, sự hài lòng trong phục vụ nhân dân của chính quyền địa phương. Với thời gian dự kiến diễn ra trong 3 ngày, phương pháp làm việc tập trung tại hội trường và tại tổ. Để kỳ họp thực sự có chất lượng, chủ tọa kỳ họp đề nghị các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu tham dự kỳ họp đề cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân, tập trung trí tuệ, nghiên cứu tài liệu, phát biểu thảo luận có trọng tâm, trọng điểm, dân chủ, thẳng thắn bày tỏ rõ quan điểm, chính kiến và quyết nghị thông qua các nghị quyết có tính khả thi cao. Mong muốn cử tri và nhân dân toàn tỉnh tích cực quan tâm theo dõi, đóng góp ý kiến, góp phần vào thành công của kỳ họp.